Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, thời gian này mùa vải và nhãn tại nhiều địa phương miền Bắc đã kết thúc. Sau một vụ nuôi trái, cây gần như kiệt quệ vì dinh dưỡng nếu gặp thời tiết không thuận lợi, khiến cây dễ bị cằn cỗi, nhiễm bệnh, giảm năng suất cho vụ quả tiếp theo. Chính vì vậy, sau khi thu hoạch, bà con cần nhanh chóng giúp cây phục hồi bằng cách bón phân sau khi tỉa cành tạo tán. Mặt khác cũng như cành lá, sau một thời gian bộ rễ của cây cũng bị già đi, thương tổn và cần có những tác động để kích thích bộ rễ phát triển mới. Trong đó thì mùn, lân là hai yếu tố cần thiết cho dinh dưỡng cho cây sau thu hoạch. Ngoài ra, vôi có tác dụng làm giảm độ chua, phóng thích các dinh dưỡng, nhất là lân, bị keo đất giữ chặt. Cải thiện kết cấu của đất nên được sử dụng chung với phân hữu cơ và lân. Để việc bón phân hữu cơ có hiệu quả, tùy theo điều kiện thì bà con có thể bón theo rãnh hình vành lá, nhưng tốt nhất nên bón rộng ra cả vườn. Trước lúc bón thì bà con cần cuốc lật đất lên, trộn chung cả ba loại trên, giải đều rồi xới đất lại để vùi phân vào đất. Việc cuốc đất lên sẽ làm cho đất thoáng khí, thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy phân. Về liều lượng bón thì bà con nên dùng phân chuồng đã ủ loại mục, nên bón từ 10 cho đến 12 tấn một hecta. Nếu dùng phân hữu cơ công nghiệp, chất hữu cơ 20% nên dùng khoảng 2 tấn một hecta. Lân supe dùng khoảng 1 tấn một hecta, vôi 0,5 đến 1 tấn một hecta. Sau khi bón phân hữu cơ khoảng 10 ngày cho đến 2 tuần, bà con cần bón phân khoáng NPK để cây hấp thu phục vụ cho việc đâm tược mới. Công thức phân NPK lúc này cần hàm lượng đạm và lân cao để tăng cường hấp thu dinh dưỡng cho cây. Và xin được chuyển sang những thông tin thời tiết. Trong đêm nay và sáng mai, thời tiết tại miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đới gió Đông Nam, dầu ẩm từ rìa khối không khí biển nên trời tiếp tục có mưa. Khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to nên cảnh giác khả năng sạt lở vẫn được khuyến cáo với người dân khu vực. Tuy nhiên thì đến trưa chiều mai, mưa sẽ giảm hơn, Bắc Bộ đôi lúc sẽ hửng nắng, nên nhiệt có xu hướng tăng nhẹ hơn so với ngày hôm nay, cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Trung Bộ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, đêm nay và ngày mai, đới gió Đông Nam dầu ẩm thổi từ biển vào sẽ gây mưa rải rác cho khu vực vào đêm và sáng. Trong khi ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mưa rào và dông lại tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Vào ban ngày thì trời vẫn có nắng xuất hiện nhưng nhiệt độ sẽ không cao. Nhiệt độ cao nhất ngày mai toàn miền Trung chỉ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Trời có phần mát mẻ, dễ chịu hơn. Trở vào khu vực phía Nam, các tỉnh vùng cao Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có những cơn mưa đi kèm theo dông ở nhiều nơi trên khu vực, với nhiều điểm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Đặc biệt tại các tỉnh ven biển miền Tây của Nam Bộ, mưa sẽ tập trung chính vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm. Chính vì vậy mà người dân cần đề phòng thời tiết cực đoan tiềm ẩn như là sấm sét cũng như là gió giật mạnh và lốc xoáy. Còn ban ngày thì thời tiết vẫn có những khoảng nắng gián đoạn vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 29 đến 32 độ. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng gió giật mạnh và khả năng có sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 90 cho đến 95%. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam là cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 89 đến 94%. Chuyển sang các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ, độ ẩm trung bình 82 đến 87%. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông còn khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 83 đến 88%. Khu
Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và rất to, rải rác có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 84 đến 89%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.